cùng cắm hoa với mình nhé. Nào, không phải là cái để con chơi đâu nha. Biết cái gì đâu mà tiền. Mình đã hoàn thành xong bức bình hoa này dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye. Đưa cái hoa này cho nhau. Đưa cái hoa tay đi. Xin chào mọi người, mời chị cắm hoa với mình nhé. À, với đầu cứ được 2 ngày thì bệnh bật này. Lâu chưa thao bể nước rồi. Thao. Cái hoa đâu cô nữa một. Dạ. Cô cúng một. Hoa này. Hoa hướng dương ngắn này. Có mấy vòng chị cô cúng. Quyền dư quản. Sao mà sắt nó mới có mảnh nó rơi ra được nữa không? Cái này ăn ngủ luôn. Chị biểu cả một búa tăng tua gì. Đúng là người ta gọi là phá cũng hết. Cả chùa mỗi ngày hắn bắn cái nịt. Xong rồi mảnh rơi cái rồi tiện đại nó vẫn lùi. Trời, cũng còn một cái màu này mà cắm rồi. Lâu nay mấy cái hoa xám đó với cái hoa nữa chị cô cắm đêm một. Cái ông cẩn thận. Còn tiếc. Hoàn quá. Cái này hoàn quá. Mình không biết đường tiết kiệm. Dạ, thì cô nên mua cho cân mập mà trả hay những con quốc nó mang điện cho mình. Cô nên văn sử. Tê đang còn mấy loại hoa này tê. Những cái hoa mà cũng dài dài cao cao nữa. Em ghét lắm nào, hân hân cao quá. Đúng là ngày trước. À, bữa mua mượn kiếu của ông Hà cắt bớt đi. Nhiều lắm ông cho lên đầy. Hân dài quá đi, thành ra mảnh cắm dài. Lúc mảnh lấy ra. Khoan cũng còn mấy chục lắm rồi. Đúng rồi, quay nhắn tin nhắn là. À đúng rồi. Khoan nó có hơn 1 giờ, 1 rưỡi á. Em hỏi trước bữa gọi ôi chi chứ hả? Không, cháu định gọi như chuyện tính là thù. Em hỏi là đang trực à, rồi bữa vào. Thôi cháu trực đây. Cháu trực để cháu nhắn tin đi, cháu trực cháu đứng không? Chắc là cháu nhắn tin bạn gái đang ạ. Gái bồ mà không đêm. Nhắn lúc mới thấy trả lời. Tao cứ nhắn anh game. Game thì trả thoát. Thằng ngô game. Ô để Tuấn nhà thằng lạ này biếu lắm rồi cậu. Chứ con gầy sâu kinh mà này anh biếu đẹp rồi. Phiên à? À nó qua nhìn TikTok được. Biếu lắm rồi. Trắng hơn người trước nhiều. Bên đứa chị ăn với nước không? Thấy bà làm bộ thấy ăn thích ngay mà ăn sung sướng lắm. Cứ vài tháng ngày để ăn liên hoan một bữa. Thôi cứ làm lên tầm 2 năm cũng hốt được đây bằng tiền. Và chắc là phải đi mặt 2 năm đi. Thẳng nó không mà có vấn đề không có chua cả mà trả nợ hay không mình. Nó nồng sắm cho mấy cái đồ hòa là cũng gì mà đó cái mặn rồi mua cho một cái tủ lạnh to à. Ba cái đồ hòa tivi bốn ba điều hòa chứ mở phòng mở cây mình nhà ba bốn có 5 phòng nha, 5 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng thờ với 4 phòng ngủ. Bốn bà làn phòng với bốn nhà bà, bốn bà đứa là ba phòng với bà làn phòng. Phòng ăn rộng. Phòng ăn rộng hơn cái này, hơn cái ô này. Đi sắm ăn sắm đủ thứ. Cái thằng nó cũng kiếm ra tiền kìa. Cái màn trong nhà thằng Cường chi đó. Mạnh Cường à, nhà nó mà bán đồ thương hiệu của
mất bạc đấy chứ, đông người mua lắm đấy chứ. Chứ chưa ăn này nếu mà không là bán hàng giả để ăn được nhiều. Chứ vì đa số là ở đây có mỗi nhà hắn là tự nhiên mở được cái điện máy lớn á, nên đa số người ta cứ vô đứa người ta mua. Ở Trung Mưa tê tiếng rất thôi, nhưng mà hắn cạnh tranh nhiều lắm, mấy hàng mở liền cạnh tranh. Buồn cái bếp ga hồng ngoại chắc là không gửi tiền để không có nhắn tin nhắn thiệt gì được. Cô tê cô hiểu chứ, hôm hồi bếp có ý mua cho giữ yên bảo cháu lại chừa. Cô đó là em gái và chồng đó, em dâu. Ừ, đúng không? Ừ. Và chồng là cô đấy hiền đấy. Nhà đối diện với nhà cấm lắm. Chú nó nhìn dưới thôi mà gái rơi cây chậm. Giáo nó kẹp mà. Kẹp à? Giáo nhà Châu hay là giáo nhà? Giáo nhà cô Hồng. À dạ. Giáo nó không đẹp mà. Các ông giáo kẹp. Kẹp và chú nó ăn đuối rồi bị nguồn đấy. Mấy chuông nó vừa rồi có cái vụ thầy giáo dạy dạy toán à. Cặp bò cái lúc hai ba người thì là nên chắc là đúng chưa? Có bị đuối việc thầy giáo chi bố dạy dối lắm. Vi phạm đạo đức. Vợ thì đi bắt là đi bắt với cô giáo, nhưng mà lại không có cái bữa này lại không phải là cô giáo đi, mà là con mẹ bán kha chợ đồ. Bố nhà bố lão đẹp trai lắm. Đẹp trai lại bé gái. Giàu quá, nói chung là có điều kiện. Vợ cũng mang đấu viên. Vợ cũng mang đấu viên còn đi cặp bò. Bao chóc ba cái vụ hay hùa với ti thôi. Bố nhà lại chờ con mẹ nó bắt sang tên sổ đũa đất luôn hết. Xìa cỏ. Và đi mặn liền nuôi với cái đền 2 tháng. Và đi mặn liền bọn nó nuôi. Thầy giáo dạy toán. Thầy còn gặp với cả học sinh này chứ. Thầy giáo cấp 3 chờ dạy cặp với học sinh cấp 3 lắm đủ tuổi lắm được. Chả cần đủ tuổi cho lớp 10 hay là sời. Các cháu cũng thích thì thầy cũng biết. Các cháu cũng thích nên là thầy nháy mắt nên là đi. Thầy chỉ cần mua cho vài bộ áo hay cho 1 triệu trà bạc. Sữa hay là sữa. Hay là cứ tháng chùa tiền mua đơn TikTok của thích khú mắt. Dưới trời bệnh rồi bệnh. Nấu bệnh. Xin chào mọi người. À, mình đã hoàn thành xong cái video này thì nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem.